Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản giá đất mới có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10. Người dân bắt đầu bàn giao mặt bằng mở rộng đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Với xe đẩy hàng Big Bay, đi mua sắm ở siêu thị chắc chắn sẽ tiện nghi hơn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành bảng giá đất mới để áp dụng từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bảng giá đất điều chỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 4 đến 38 lần so với giá đất đang áp dụng. Theo đó, giá đất ở cao nhất 687 triệu đồng một mét vuông tại các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi. So với giá đất cũ thì giá mới tăng 120 triệu đồng một mét vuông, tức khoảng 21%. Giá đất ở khu vực Cần Giờ tương đối thấp hơn ở một số quận huyện khác. Điển hình tại khu dân cư ấp Thiện Liên có giá là 2,3 triệu đồng một mét vuông. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu bảng giá đất theo quyết định 02/2020 bằng khoảng 30% giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì bảng giá đất mới được điều chỉnh sẽ bằng khoảng 50%. Để lưu ý, giá đất thương mại, dịch vụ đã được điều chỉnh giảm sâu. Con đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều ngôi nhà san sát nhỏ hẹp, có đoạn bị thắt cổ chai, gây kẹt xe và thường bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn trong nhiều năm qua. Dự án mở rộng đường Chu Văn An được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối từ đường Đinh Bộ Lĩnh với đường Đơ Trang Long, hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, kỳ vọng giải quyết thoát nước, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Người dân trên tuyến đường Chu Văn An hiểu rõ bất cập do đoạn đường nhỏ hẹp. Vì vậy, khi dự án mở rộng đường được triển khai, đa số hộ dân đều ủng hộ. Ở đó một thời gian quen rồi, mình cũng có cái sân rộng, mà bây giờ thì tự nhiên hành nhà mặt tiền không có sân thì mình cũng tiếc nuối. Nhưng mà vì một cái lợi ích chung của tập thể, nên cũng phải chấp nhận thôi. Bên cạnh đó, chính sách bồi thường cho các hộ dân đã nhanh đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thi công đường. Thành ra mở rộng là tốt, không có gì đâu nha. Mà bồi thường thì thấy cũng giá cũng tương đối tốt. Thành ra người ta cũng mua nhà rồi lại hơn những cái dự án khác, thành ra nó cũng hài hòa. Dự án mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 600m, chiều rộng 23m, quy mô thu hồi đất hơn 14.000m2, giải tỏa một phần 155 trường hợp và giải tỏa toàn phần 11 trường hợp. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, dự kiến tháng 12 này địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ 0 giờ hôm nay 22 tháng 10, trạm thu phí BOT Bình Thắng trên đường DT743A, thành phố Dĩ An, Bình Dương chính thức dừng thu phí. Trước đó, một trạm thu phí BOT trên quốc lộ 1K đã dừng hoạt động. Ghi nhận vào sáng nay, tại vị trí các barrier phương tiện ô tô qua lại tự do, trong khi đó công nhân đang tháo dỡ một số hạng mục của trạm thu phí. Giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ do hai làn ở giữa bị phong tỏa để các nhân viên làm việc. Trước đó, đơn vị quản lý trạm đã có thông báo gửi tỉnh Bình Dương và thành phố Dĩ An cùng các ban ngành khác về việc chấm dứt hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Thung, Cân Vạn, nay là đường DT743A. Thông báo nêu rõ, công ty sẽ dừng thu phí trạm BOT Bình Thắng kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 10. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 2020, một trạm thu phí BOT khác trên quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, đoạn qua thành phố Dĩ An cũng đã dừng hoạt động. Hiện trên địa bàn Dĩ An còn trạm thu phí BOT Bình Thung hoạt động cũng do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương quản lý. Sau yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Trân Quang, sáng nay đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay ông Vương Tấn Việt đã thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 Bộ Tốt Văn hóa không hợp pháp và cũng đã tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Các trường đại học cấp bằng cho ông đang tiến hành các bước thu hồi bằng đã cấp. Hôm nay, Đại học Luật Hà Nội cho biết thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đã tiến hành thủ tục pháp lý, hủy kết quả và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo đúng quy định của pháp luật. Qua vụ việc, nhà trường họp để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo và tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Cùng với Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội cũng đang thực hiện thủ tục thu hồi bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Thông tin kế tiếp,
Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nằm hạ nguồn sông Hậu, tách biệt với đất liền. Nơi đây hội tụ của hai vùng sinh thái nước ngọt phù sa và sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Với vị trí đặc biệt, tỉnh Sóc Trăng đã quy hoạch nơi đây thành nơi để phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và là nơi đáng sống của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều gia đình ở huyện Cù Lao Dung từ lâu đã kinh doanh du lịch cộng đồng như thuê thuyền ra biển hay trải nghiệm cầu tre xuyên rừng, cùng đi bẫy cua, bắt sò vạp và thưởng thức tại chỗ. Trung bình mỗi tháng, mỗi gia đình có thể đón trên 300 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Có cái dự án đó, cho đi tham quan cái chỗ mô hình này, mô hình kia, để mình về phát triển, tạo lại cái mô hình của mình ở đây, để mình càng ngày càng phát phong phú hơn. Chứ ngày xưa còn mình đi bằng mày biển rồi ha, con mù mắt, con gì cắn, mình còn nhăn, còn nhó, còn ngày nay thì tối ngày cười với khách. Để hướng dẫn và mình đem những trò chơi để cho khách chơi trên bãi biển. Rồi nếu du khách nào mà muốn khám phá sâu chút nữa, thì chúng ta đi vô gừng bạc. Phòng cũng đã kết hợp với sở văn hóa để mở nhiều cái lớp tập huấn, tạo điều kiện cho người dân làm cái phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn của huyện thì số người dân tham gia phát triển du lịch khoảng gần 20 hộ. Vùng Cù Lao Dung định hướng phát triển chủ yếu về du lịch kết hợp đô thị. Đây được xem là vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với tầm nhìn sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp và nơi đáng sống của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ở phần thế giới cập nhật, khai thác san hô bền vững để làm đồ mỹ nghệ ở Italia. Và các tác phẩm nổi tiếng của cậu bé mới 3 tuổi ở Đức. Thưa quý vị, Torre del Greco ở phía nam Italia là trung tâm sản xuất đồ trang sức từ san hô trong 200 năm qua. Nhưng giờ đây khi nguyên liệu này hiếm dần, các rải san hô bị bạc trắng. Điều đó buộc người ta phải cân bằng giữa bảo tồn nghề thủ công và duy trì hệ sinh thái các rải san hô. Làm đồ trang sức quý giá từ san hô không chỉ là ngành nghề ở Torre del Greco mà còn là một phần bản sắc và văn hóa của thị trấn này. Nguyên liệu thô hiếm đi, do đó ngày nay chúng tôi phải thay đổi cách nghĩ của mình. San hô không phải là thứ dễ dàng khai thác, mà là nguyên liệu thu hoạch theo định mức trong địa trung hải. Viện nghệ thuật Francesco Degni là nơi chế tác đồ thủ công từ san hô. Những sáng tạo của sinh viên và giáo sư, những người cùng làm việc trong phòng thí nghiệm khắc san hô và chạm nổi, được trưng bày tại bảo tàng của trường. Tôi rất mừng vì nhiều kỹ thuật chế tác san hô cổ truyền tiếp tục được lưu lại, dù rằng sản phẩm ít đi do sự sụt giảm của nhiều loại nguyên liệu. Hiện khoảng từ 70-80% sản lượng san hô ở Torre del Greco được xuất khẩu. Đồ trang sức từ san hô có giá dao động từ vài chục đến vài trăm euro, thậm chí những trang sức tinh xảo có thể lên tới hàng trăm ngàn euro. Các nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc vừa chế tạo ra thiết bị bay mới dùng để vận chuyển hàng hóa. Hoạt động như một xe đẩy hàng, thiết bị này được dự đoán sẽ nâng tầm trải nghiệm mua sắm tại các siêu thị trong tương lai. Pallet drone gồm tấm pallet để chất hàng và thiết bị bay drone nhiều động cơ. Hàng hóa có thể được đặt trên tấm pallet. Người dùng có thể chuyển hàng đi chỉ bằng cách đẩy nhẹ, hoặc thậm chí có thể vừa chuyển hàng vừa đi bộ lên cầu thang, một điều không thể thực hiện nếu dùng loại xe đẩy truyền thống. Các nhà nghiên cứu Đại học Seoul Tech đã đặt động cơ vào bên trong bộ khung để bảo vệ người dùng không bị chấn thương do cánh quạt. Thuật toán mới của chúng tôi giúp ước tính vị trí trọng tâm rất chính xác. Từ đó, pallet drone có thể vận chuyển những kiện hàng ngẫu nhiên mà vẫn giữ được thăng bằng. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm chở khoảng 3 kg hàng hóa. Dù vậy, họ cho biết các ứng dụng của pallet drone không chỉ giới hạn ở vận chuyển, mà nó còn có thể được sử dụng trong những tác dụng ở trên không, chẳng hạn như kết hợp với cánh tay robot hoặc lắp pin trên không cho các máy bay không người lái khác. Mới ở độ tuổi còn mặc tả, nhưng một cậu bé người Đức đã sớm được mệnh danh là Picasso phiên bản nhí. Có tài thì không cần đợi tuổi, cậu nhanh chóng được yêu thích và đạt gần 90.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Sống tại bang Bavaria, đông nam nước Đức, cậu bé 3 tuổi Lauren Schwartz sau một lần đi chơi cùng gia đình vào năm ngoái đã khiến phụ huynh sững sờ trước những bức vẽ của mình. Đến nay, các tác phẩm của Lauren đều có giá vài ngàn euro cho mỗi bức. Hầu như tác phẩm nào của bé cũng đã có chủ, có những bức chúng tôi giữ làm kỷ niệm như bức vẽ đầu tiên của con hoặc bức con thích nhất. Chúng tôi muốn mọi việc rõ ràng và đã liên hệ với sở thuế, đảm bảo nộp thuế đúng luật và mở một tài khoản riêng để đảm bảo quyền lợi của con về sau. Lịch trình của cậu bé 3 tuổi khá bận rộn,
Ngoài giờ chơi cùng chú voi nhựa yêu thích, cậu sẽ dành cả ngày để trộn màu, tô vẽ, tùy theo sức sáng tạo của mình. Màn biểu diễn Đi trên lửa đã gây nên tiếng vang ở huyện Panan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thu hút hơn 20.000 người đến xem vào ngày 21 tháng 10. Đây là nghi lễ truyền thống mang tên Liên Hùa hay Đi trên lửa của người dân địa phương. Họ tổ chức buổi lễ này để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên vào ngày Tết Trung Cửu, diễn ra vào ngày 9 tháng 9 theo âm lịch hàng năm. Trong suốt buổi biểu diễn, người dân vừa đi chân trần qua, vừa đá tung và khuấy động đống than đỏ ửng đang cháy lên không trung. Họ tin rằng nghi lễ này sẽ mang lại may mắn cho những người dũng cảm thực hiện. Hoạt động truyền thống này có lịch sử từ hơn 1.000 năm trước. Năm 2005, nghi lễ đi trên lửa cũng đã được liệt kê trong di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Chiết Giang. Ở phần an ninh trật tự chiều tối nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây bán hơn 400 kg cyanua núp bóng công ty hóa chất. Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy xưởng sơn sáng nay ở Hóc Môn. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong hơn một tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện khởi tố 5 vụ án với 17 người về các tội mua bán tàng trữ trái phép chất độc, trong đó đa phần là mua bán cyanua trái phép. Cơ quan chức năng thu giữ hóa chất độc hại, đồng thời khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ cyanua tại 11 tỉnh thành trên cả nước để thu hồi hơn 318,5 kg cyanua mua bán trái phép. Lực lượng chức năng vào cuộc sau khi có vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghi vấn tự tử bằng chất độc cyanua. Công an quận Bình Thạnh phối hợp với công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy xét, làm rõ nguồn cung cấp cyanua trái phép nêu trên. Ngay sau đó, công an đã bắt Phan Minh Trung và nhóm 3 người cung cấp cyanua trái phép cho Trung, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất cyanua với số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Các đối tượng liên quan lập 3 công ty để nhập khẩu kinh doanh hóa chất cyanua. Khám xét khẩn cấp kho của 3 công ty tại một số địa phương, công an thu giữ 3,9 tấn cyanua. Bước đầu xác định, nhóm này đã bán hơn 400 kg cyanua trái phép, thu lợi 40 triệu đồng. Công an cùng kiểm tra chợ hóa chất Kim Biên, qua đó khởi tố 3 vụ án với 6 bị can tại một số doanh nghiệp về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Rạng sáng nay đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất sơn ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa bùng lên vào khoảng gần 4 giờ sáng nay tại xưởng làm sơn rộng hơn 1.000 m² trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do ngọn lửa lan nhanh, mạnh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu và dập tắt lửa sau đó. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước làm nguội và phòng ngừa lửa bùng lên trở lại. Đến 8 giờ sáng, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vẫn đang phong tỏa hiện trường. Đại diện chính quyền xã Xuân Thới Thượng cho biết, hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa tạm giữ ô tô chở số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Trước đó, trên đường Doãn Uẩn, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an An Giang khi ra hiệu lệnh dừng và kiểm tra ô tô do Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1990, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang điều khiển, đã phát hiện lô thùng giấy khả nghi. Qua kiểm tra, tổ công tác kiểm đếm và ghi nhận có 1.696 chai và can thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Hiện vụ việc được bàn giao cho đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá tụ điểm buôn bán thực phẩm chức năng giả trên mạng tại huyện Tân Châu. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền giao dịch nơi này đã hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng phát hiện Phan Trọng Hiếu và vợ là Nguyễn Thị Hào, cùng sinh năm 2000, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thuê người mở nhiều tài khoản trên một sàn thương mại điện tử để bán thực phẩm chức năng giá rẻ. Ngày 20 tháng 10, công an bắt quả tang Tô Hạnh Nhi, sinh năm 2001, đang bán hàng online và thu giữ nhiều sản phẩm giả. Nhi cho biết toàn bộ số hàng trên là của vợ chồng Hiếu và Hào. Kiểm tra thêm nhà hai đối tượng, tang vật thu giữ từ hai địa điểm trên là 3.729 sản phẩm. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024,
doanh số bán hàng của hai nghi phạm Hiếu và Hào đạt hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Thông tin cập nhật, hôm nay Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy nước này triển khai các máy phóng tên lửa di động Yaz có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các tổ hợp phóng di động này đã vận hành tên lửa chiến lược theo nhiều nhiệm vụ khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã thực hành di chuyển tên lửa Yaz trên thực địa, trên đoạn đường 100 km dưới lớp ngụy trang, bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công trên không và các nhóm biệt kích phá hoại. Các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động Yaz có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, là một phần trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và có tầm bắn lên tới 11.000 km, đủ để tấn công các thành phố của Mỹ. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow mở rộng danh sách các tình huống sử dụng vũ khí hạt nhân, qua đó hạ thấp ngưỡng kích hoạt đối với loại vũ khí này. Chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện bão Trami đang ở vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines và có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc. Dự báo khoảng ngày 24 tháng 10, bão Trami đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024. Sau khi vào Biển Đông, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây, bão có khả năng mạnh thêm. Nhận định xa hơn khoảng 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Trami. Do vậy, người dân cần thường xuyên cập nhật các dự báo để theo dõi diễn biến bão. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.